Và hôm nay Đậu Đỏ mời tất cả các anh chị và các bạn mình cùng vào bếp mình làm món bánh giò nhân thịt này ha. Đậu Đỏ sẽ giới thiệu thành phần cái nguyên liệu để mình làm món bánh giò này ha. Về cái phần bột thì hôm nay Đậu Đỏ sử dụng là hoàn toàn là bột gạo ha. Ở đây Đậu Đỏ sử dụng là bột gạo lọc. Bột gạo lọc thì nó có cái hạt hạt như thế này này các anh chị, không có mịn ha. Đậu Đỏ sử dụng là 200g bột gạo lọc. Đây là cái hiệu Đậu Đỏ sử dụng đây nè, để chữ bột gạo lọc đây ha. Về phần nhân thì Đậu Đỏ sử dụng đó là thịt nạc heo xay 160g và nấm mèo ngâm, Đậu Đỏ ngâm nở rồi thì cân lên là 100g. Và cái hành phi này mình sử dụng khoảng một thìa canh cà phê hành phi ha. Cái này Đậu Đỏ đã phi sẵn rồi. Và khoảng 3 củ hành tím, 50g hành tây và 40g củ sắn. Củ sắn này ở miền Bắc hay mình gọi là củ đậu đó ạ. Đậu Đỏ đã lọc sẵn ra rồi. Và các gia vị để nêm như là dầu ăn, nước mắm nè, tiêu, hạt nêm và muối. Và cái thành phần không thể thiếu nữa đó là lá chuối ạ. Và đây lá chuối Đậu Đỏ đã rửa rồi. Và hôm nay để pha cái phần bột này, Đậu Đỏ đã chuẩn bị trước là cái nước hầm xương gà. Ở đây Đậu Đỏ cái xương gà này nè, Đậu Đỏ mua khoảng nửa ký, sau khi Đậu Đỏ cho vào 1,5 lít nước. Mình hầm trong vòng nửa tiếng hoặc 45 phút ha. Sau đó mình nêm vào là 1/2 thìa cà phê muối và 1/2 thìa cà phê hạt nêm ha. Mình nêm sao mà cái nước dùng này nó nhạt nhạt như nước canh của mình là được ạ. Mình nêm cũng đừng mặn quá ha, như là nước canh mình ăn á. Và cái nước dùng gà này Đậu Đỏ hôm nay sử dụng để pha cho 200 bột gạo này, Đậu Đỏ sử dụng là 650g ha. Đây nó là mình đi pha bột ha. Mình chuẩn bị một cái thau hơi lớn như thế này. Mình cho hết 200 bột gạo lọc vào đây. Và sau đó mình cho hết vào đây ha. À, mình nhớ khi mình luộc nước dùng gà này xong, mình nhớ lọc qua cái rây nhé. Tại khi mình luộc xương á, nó có những cái dâm á, mình nhớ mình lọc qua. Rồi sau đó mình quấy đều lên ha. Vì là cái nước dùng gà này Đậu Đỏ đã nêm nếm nó vừa ăn rồi, mình không nêm bất cứ cái gì vào trong bột nữa ha. Mình dùng một cái rây, mình nhớ mình lọc cái bột mình qua, tại đây là bột gạo lọc á, nó dạng hạt hạt đó, mình nhớ mình rây qua ha. Rồi mình nhớ mình để cái bột của mình nghỉ trong vòng nửa tiếng ha. À, lúc nãy Đậu Đỏ quên nói là cái nước dùng gà này mình nên là dùng nước khi mình để khoảng ấm ấm nha, khoảng 40 độ C mình cho vào trong bột để cho bột mình nó mau nở á. Mình sử dụng nước ấm ha. Trong thời gian mình chờ cái bột nghỉ á, thì mình làm sơ chế cái phần nhân. Rồi mình dùng cái thau mình cho hết cái thịt nạc xay này vào. Rồi mình nêm vào đây là 1/4 thìa cà phê hạt nêm. Nêm vào đây là 1/4 thìa cà phê nước mắm. Và một tí xíu muối ha. Và 1/4 thìa cà phê đường. Và hạt tiêu ha. Tiêu nhiều hay ít thì tùy mình ạ. Mình trộn lên để nó ngấm các cái gia vị trước ạ. Rồi tiếp theo nữa là mình đi sơ chế cái nấm mèo này. Nấm mèo này mình cắt nhỏ nha. Chế cái hành tây ha. Rồi hành tây mình cũng cắt nhỏ luôn. Hành tây mình cắt xong rồi. Mình cũng cắt củ sắn. Thì cắt củ sắn cũng giống như cắt hành tây ha, mình cũng cắt nhỏ nhỏ nhỏ. Thằng củ sắn này các anh chị mình nhớ là mình băm cho thật nhuyễn nha. Nó nhuyễn hơn hành tây à. Tại củ sắn nó có nêm nước á. Mình băm hơi nhuyễn một tí à. À, mình cũng cho qua một bên ha. Cũng băm nhỏ cái hành tím này luôn. Rồi mình đã sơ
chế xong cái phần nguyên liệu, tiếp theo nữa mình đi xào cái phần nhân này nha. Ở lên bếp mình cho vào đây là 2 thìa canh dầu ăn ha. Rồi sau đó mình cho hành tím nè, hành tây luôn ha. Rồi mình tao sơ lên. Rồi cái củ hành tây của mình nè, nó chuyển qua cho trong, mình cho hết cái phần củ sắn vào. Rồi mình tiếp tục đảo đều ha. Rồi mình tao cái phần củ sắn này nè, nó trong lại. Sau đó mình cho hết cái phần thịt vào. Tiếp tục mình đảo đều lên ha. Rồi sau khi mình tao chín cái phần thịt này rồi, mình cho cái nấm mèo vào sau cùng ha. Nấm mèo mình cho sau cùng để nó tạo cái độ giòn. Đó này các anh chị mình nêm nếm lại rồi cái phần nhân này nó vừa với khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi đó, nêm lúc nãy ướp thịt rồi đó, thấy vừa rồi ạ. Rồi mình tắt bếp ha. Rồi sau đó mình cho một muỗng cái hành phi này nè, mình cho vào luôn. Mình trộn đều lên ha. Là mình đi chuẩn bị cái phần lá chuối này nha. Và cái lá chuối này để gói một chiếc bánh giò. Thì hôm nay Đồ Đỏ sử dụng hai lá. Cái loại lá chuối mà nào mà nó dài lên, cái bảng nó dài lên, mình đừng có chọn lá nhỏ quá. Và cái chiều dài của nó như thế này thì dài khoảng là 25 nha. Thì mình lúc đó mình gói bánh nó mới đẹp ạ. Chứ lá nhỏ quá thì gói bánh nó không có được đẹp. Và mình mua về mình rửa sạch sẽ đi ha. Cái này Đồ Đỏ đã rửa rồi. Mình nhớ mình lấy kéo mình cắt cái đường cái sống nè, cái sống của gân, cái gân của lá chuối á, mình cắt đi cái phần này nó hơi cứng đó. Rồi mình cắt cái phần dưới này luôn ha. Đây là cái lá lớn. Tiếp theo nữa mình cần chuẩn bị đó là một cái lá nhỏ. Lá nhỏ này cái chiều dài của nó thì khoảng là 15 đến 20 cm ha. Mình cũng cắt cái sống này luôn. Rồi nó như thế này đây ạ. Rồi Đỏ gói một cái thì phải cần hai lá như thế này. Rồi sau đó mình nêm đi trụng ha. Mình nấu một nồi nước sôi ha. Mình cho lá và mình trụng. Cái này mình trụng sơ thôi à. Mình trụng khoảng mấy giây rồi mình vớt ra. Rồi như thế này là mình vớt ra ha. Và mình nhớ mình giữ cái nước này lại để tí nữa mình hấp bánh luôn ha. Mình đừng có đổ đi, mình tận dụng luôn. Rồi mình trụng xong rồi mình đi lau cái lá chuối của mình nè. Mình để một khăn sạch ở dưới. Sau đó mình dùng một khăn sạch nữa mình lau ha. Để cho nó nhanh thấm hút nước á. Theo nữa là mình đi cắt lá chuối trước ha. Rồi chúng ta cần một cái lá chuối lớn như thế này. Cái chiều dài của lá chuối này thì khoảng là 25cm ha. Cái lá chuối nhỏ này thì khoảng từ 15 đến 20 cm. Cái đây là cái lá chuối lớn, đây là mặt phải nè. Mình cho nó nằm ở dưới ha. Rồi, nó nằm mặt phải nằm ở dưới, mặt trái nó ngửa lên trên. Còn lá chuối nhỏ này thì mặt phải mình để lên trên như thế này nè. Mình nhớ hai cái đường gân này nó chéo nhau ạ, nó chéo hình chữ thập nha. Chứ đây nè, cái sống nó chạy đường này. Thì khi lá nhỏ thì nó chạy dọc theo hướng này như hình chữ thập đó ạ. Rồi mình để xếp vô này ha. Rồi tiếp tục mình gấp lại hình tam giác. Mình gấp vào như thế này. Mình biết cho cái đường này thẳng nha. Rồi sau đó mình gấp tiếp lại hình tam giác nữa. Mình tạo cái phiểu cho cái lá chuối ạ. Rồi mình miết cho thẳng ha. Đó, đây là chính giữa, điểm chính giữa. Rồi tiếp theo nữa là mình từ cái điểm giữa này, mình cái khoảng cách của nó tùy mình nha. Cái từ cái điểm giữa này mình đi ra đây một phân hoặc là hai phân là tùy mình. Đỏ Đỏ để một phân thôi ạ. À. 1cm đó ạ. À. Rồi Đỏ Đỏ gặp lên. Đó, như thế này đây ạ. À. Rồi mình gặp lên trùng với cái điểm này nha. Cái điểm mình cái điểm này nhọn như thế này. Rồi mình quay qua hướng này.
mình cũng từ cái điểm gấp đây nè, mình lấy ra đây là một phần, rồi tiếp tục mình lại gấp lên, rồi như này là xong. Rồi khi cho bột vào mình nhớ mình dở ra, mình dở có hai lớp lá như thế này nè. Đó, như thế này mình để vào trong, nó có hai lớp lá thì mình không sợ nước nó vào ha, một lớp bên trong một lớp bên ngoài đây. Đó, mình để vô chính giữa như thế này ha. Cái lá mà nó có hình trắng trắng này là cái phấn của lá chuối đó, màu đỏ rửa rồi, trụng rồi nhưng mà nó vẫn còn thế này, nó không có hết được ạ. Tiếp tục mình gấp nha. Rồi mặt ngoài mình quay xuống dưới, rồi cái lá nhỏ mình đặt lên trên, mặt phải qua lên trên. Sau đó mình tạo hình tam giác. Tiếp tục tạo hình tam giác lên ha. Và từ cái điểm này, điểm giữa này, mình ra một phân, mình gấp lên. Ngoài con kiến này mình cũng gấp lên. Rồi mình bỏ ra nè, như thế này đây ạ. Mình tạo hai lớp ha. Từ đây đều đỏ đã gấp xong rồi đây. Rồi tiếp theo nữa là mình đi quấy bột ha. Dùng cái chảo chống dính nha, hoặc cái son cũng được. Rồi mình cho hết cái phần bột của mình này nè. Bột mình cũng đã ngâm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Mình cho vào trong chảo nha. Cái công đoạn này mình chịu khó nha. Mình đứng mình quấy bột mình liên tục ạ. Lúc đầu thì mình để lửa hơi lớn một tí, sau đó mình vặn nhỏ lửa lại ha. Và mình dùng cái cây cán gỗ như thế này nè, mình quấy liên tục nha. Rồi mình quấy đến khi nào mình thấy đó, ở trong cái bột mình đã đóng trong cái cây như thế này nè, mình giảm nhỏ lửa lại ha. Đó, bột của mình bắt đầu là nó xích xích dưới cái đáy nồi rồi nè. Đó, nó cái chín lần cợn như thế này rồi đó. Mình nhớ mình dặn nhỏ lửa lại. Và mình tiếp tục mình quấy ha. Quấy đến khi nào bột nó sệt sệt thì thôi ạ. Công đoạn này mình cố gắng mình đứng lại mình quấy nha, mình đừng có bỏ đi đâu ạ. Đó, bột của mình nó càng ngày nó càng sệt lại đó ạ. Rồi lúc này bột của mình nó càng sệt rồi, mình cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn. Rồi mình chuyển qua mình dùng cái phới lòng á, mình đánh bột mình nó sẽ nhuyễn hơn ạ. Rồi tiếp tục mình quấy ha. Đó, bột của mình bắt đầu nó nhuyễn rồi đó ạ. Mình quấy như vậy là được rồi ạ. Cái bột của mình nó không cái đóng vào trong cái thành chảo nữa đó. Mình dít là nó ra liền nè. Như thế này là được ha. Rồi cái thời gian mà đồ đỏ quấy bột này để lửa nhỏ nhất, và tổng thời gian đồ đỏ quấy bột này là 10 phút đó ạ. Rồi như thế này mình bắt xuống ha. Thế mình đi quấy bánh ha. Mình cần chuẩn bị một cái ly ha. Sau đó cái lá lúc nãy mình xếp sẵn rồi nè. Mình tìm cái điểm của mình là cái lá thứ hai đấy. Đây nha, các anh chị nhớ đếm vô là cái lá thứ hai, mình đừng có làm bỏ ngăn này, mà mình bỏ vào ngăn này nè. Mình tìm cái lá chính giữa, mình nhìn thấy hai cái mặt lá, mặt phải nó chéo vào nhau đó. Rồi mình để vào trong cái ly nha. Đó, như thế này nè. Đây, các anh chị thấy không? Rồi mình để vào ly. Mình khỏi cầm nó vướng á, mình để vào trong cái ly như thế này. Rồi sau đó đồ đỏ cho vào đây khoảng là 2 thìa bột ha. Tùy theo là cái lá mình nhỏ hay lớn ạ. Rồi sau đó mình miết đều ra. Đó. Mình miết cái bột mình ở xung quanh như thế này rồi mình bỏ nhân vào. Đó, mình miết như thế này xong rồi. Mình cho vào nhân vào. Nhân nhiều hay ít là tùy mình nha. Rồi đó cho vào đây 2 muỗng. 2 muỗng nhân như thế này. Mình cho phần bột lên ha.
mình cho khoảng 2 muỗng luôn. Mình lấy một cái muỗng mà nhúc vào trong dầu nè, muỗng mới hơn ha. Mình miết là phần trên lại, cho nó kín cái phần nhân lại á. Rồi mình nhớ là mình nhúng dầu ha, để mình miết cho cái bột của mình nó xuống. Rồi sau đó mình gấp cái phần này nè, cái phần mà nó có cái nếp gấp đây nè. Mình đừng cái gấp đầu phía bên này, mình gấp vào như thế này. Bột nó nằm tới đâu thì mình gấp lá tới đó ha. Rồi tiếp theo mình gấp phía hướng này. Rồi bên đây nữa ha. Mình lại gấp lại lần nữa. Cái phần lá dư này mình nhét vào trong nè, mình nhét vào trong cái kẽ này luôn. Đấy, như thế này là xong rồi các anh chị. Còn nếu mình cảm thấy việc mà gói tay nó khó quá thì mình có thể mình mua khuôn ha. Ở ngoài thị trường có bán khuôn để gói bánh giò đó. Đó, như thế này là xong ạ. Rồi như thế này ha. Rồi mình được một cái bánh giò. Rồi mình tiếp tục gói cái thứ hai nè. Rồi mình cũng dở ra. Đó, mình tìm chính giữa, mình cho vào trong ly, cho bột vào ha, khoảng là 2 muỗng bột ạ. Rồi sau đó mình miết bột mình xung quanh ra ha. Mình nhớ cái muỗng này mình cũng thấm vô dầu nha, mình miết nó mới dễ. Rồi sau đó mình cho nhân vào. Rồi sau đó mình dùng cái muỗng mình nhúng dầu đây, mình miết ra. Rồi mình cũng lại làm giống như cái lúc đầu. Bột mình tới đâu thì mình gấp cái phần này tới đó nè. Rồi sau đó mình gấp phía bên này. Tiếp tục phía bên này nè ha. Rồi mình cũng gấp lại như thế này. Sau đó mình gấp lại nữa ha. Mình lấy lên nha. Cái phần này mình lặn vào trong này. Rồi như thế này ha. Rồi mình được cái thứ hai. 200g bột gạo thì rồi đã hoàn thành xong là khoảng là 5 cái như thế này. 3 cái lớn và 2 cái nhỏ ha. Đây là cái hơi lớn luôn. Nhìn như thế này ha. Có nhiều cách gói lắm, tùy các anh chị chọn cho mình ạ. Có loại cách gói này nó có cái chóp ở trên. Nhưng mà đỏ thì hay gói cái loại cách như thế này. Và công đoạn tiếp theo nữa là mình đi hấp nha. Rồi nước sôi rồi mình cho bánh giò vào mình hấp nha. Cứ hấp là mình để lửa vừa thôi, mình đừng có để lửa lớn lắm nha. Rồi mình hấp ở đây 30 phút ha. 30 phút rồi. Bánh chín rồi đó, mình lấy ra ha. Rồi mình bấm cái khay này ra luôn. Mà cái bánh giò này mình phải để nguội một tí thì mình mới ăn được ha. Nó đang nóng này mình ăn thì cái bột nó rất là nhão à. Mà rồi đã thấy thường ăn ngon vẫn là mình để qua ngày mai đi. Thì bánh giò ăn rất là ngon à. Cái này mình để nguội ha. Để nguội sau đó mình mới ăn nha. Chứ bây giờ đang rất là nóng, rồi đã bóc ra thì bột nó sẽ bị nhão lắm. Đây cái bánh giò rồi đã hấp rồi đã để nguội. Sau đó đầu giờ rồi đã bóc ra thử nha. Rồi để đỏ bóc ra cho ra cái dĩa nè. À, cái này đỏ dùng muỗng rồi đỏ sắn nó thử ha. Ăn bánh giò thì mình hay dùng muỗng à. Wow. Bột bánh giò này đỏ làm rất là mềm ạ, cho nó không cái bị cứng.
Nếu các anh chị nào mà thích ăn cứng á, thì mình bớt cái lượng nước lại. Và thích ăn nhão hơn nữa thì mình lại tăng cái lượng nước lên. Nhưng với đậu đỏ thì đậu đỏ thấy cái như thế này là đậu đỏ thấy vừa ạ. Cái lớp bột như thế này đây ạ. Rồi đậu đỏ mời tất cả các anh chị và các bạn ha. Đậu đỏ xin chúc tất cả các anh chị em và các bạn mình làm món bánh giò này thành công ha.